Đường bay mới mở kết nối thủ đô Hà Nội của Việt Nam với Melbourne, thủ phủ của bang Victoria, thành phố lớn nhất của Australia. Các chuyến bay từ Hà Nội đi Melbourne khởi hành vào các ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần vào 17 giờ 10 phút giờ địa phương. Các chuyến bay từ Melbourne đi Hà Nội sẽ khởi hành các ngày thứ 3 và thứ 7 lúc 7 giờ 30 phút giờ địa phương. Tiếp theo tuyến bay Hà Nội Melbourne, hãng hàng không Vietjet tiếp tục khai trương đường bay kết nối Hà Nội với thành phố cảng Sydney. Các chuyến bay từ Hà Nội đi Sydney sẽ khởi hành vào các ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần lúc 17 giờ 10 phút giờ địa phương. Các chuyến bay từ Sydney về Hà Nội sẽ khởi hành các ngày thứ 5 và chủ nhật lúc 8 giờ 30 phút giờ địa phương. Cả hai đường bay này đều thực hiện hai chuyến khứ hồi mỗi tuần, thời gian bay khoảng 10 tiếng, khai thác bằng tàu bay thân rộng A330. Đường bay mới sẽ tạo thuận lợi cho người dân giữa hai nước khi du lịch, đầu tư, giao lưu kinh tế, thương mại, du học hay thăm thân. Hà Nội là một trong những điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam với 36 phố phường nghìn năm văn hiến nhưng không kém phần sôi động với ẩm thực phong phú cùng sự hiếu khách của người dân địa phương. Trong khi đó, Sydney và Melbourne đều là những thành phố nổi tiếng sầm uất, đa dạng văn hóa và là trung tâm kinh tế hàng đầu của Australia.